Một người thợ gốm tự hào về những sản phẩm hoàn mỹ. Một người họa sĩ tự hào về những kiệt tác để đời. Gần nửa thế kỷ qua, chúng tôi tự hào là cái nôi đào tạo hơn 50.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, tạo thành cộng đồng cựu sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn và thành đạt. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành lập từ ngày 16 tháng 12 năm 1976 với mục tiêu ban đầu là đào tạo cán bộ ngân hàng cho khu vực phía Nam. Sau ngày thống nhất đất nước, trường đã đi qua một hành trình dài hơn 45 năm để phát triển và trở thành một trong những trường đại học đa ngành hàng đầu. Hiện tại, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đang đào tạo hơn 13.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang theo học ở các bậc đào tạo từ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại 37 chương trình đào tạo thuộc các ngành tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, kinh tế quốc tế, hệ thống thông tin quản lý, ngôn ngữ Anh, luật kinh tế. Các chương trình và hình thức đào tạo phong phú đa dạng như chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình cấp song bằng, chương trình liên kết quốc tế, chương trình vừa làm vừa học. Đặc biệt, mức độ quốc tế hóa của các chương trình đào tạo không ngừng tăng lên qua các năm. Bên cạnh đó, trường cũng cung cấp các khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn, đào tạo ngoại ngữ, tin học theo nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp. Với chiến lược giáo dục khai phóng liên ngành trải nghiệm thì Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh luôn tiên phong trong việc phát triển các ngành chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Trong thời gian vừa qua, trường đã đổi mới mạnh mẽ cho chương trình đào tạo thông qua việc tham khảo các chương trình đào tạo của trường đại học danh tiếng trên thế giới, cập nhật nhu cầu của thị trường. Hiện tại, thì Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có hầu hết các chương trình chuyển đổi số như kinh tế và chuyển đổi số, digital marketing, digital accounting, fintech, quản trị thương mại điện tử, hay là chương trình liên quan đến chuyển đổi số trong kinh tế và kinh doanh. Và Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo hiện tại, đồng thời phát triển chương trình đào tạo có tính chất liên ngành và ứng dụng công nghệ số với ba trục đào tạo chính là kinh tế kinh doanh quản lý, là luật ngôn ngữ khoa học xã hội và đặc biệt là công nghệ số. Tính đến nay, đội ngũ nhân sự của Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có gần 500 giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên. Trong đó, đội ngũ học thuật gồm 17 phó giáo sư, 120 tiến sĩ và 241 thạc sĩ, cùng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng, kinh tế, kinh doanh, quản lý, luật, ngôn ngữ, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, v.v. Đó là kết quả chiến lược dài hạn trong việc thu hút tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hello everyone, I'm not only an alumni but also an employee at Ho Chi Minh University of Banking. I've been working here for almost 17 years and during that time my academic career development is supported so much by the human resource development strategy of this university. In other words, this university has facilitated the best condition for me to pursue my master's study in South Korea and then my PhD study at Utrecht University in the Netherlands. I feel so much grateful, lucky and proud to work at Ho Chi Minh University of Banking. The educational programs of Ho Chi Minh University of Banking have been internationalized very quickly in recent years. This creates opportunities for international lecturers like me to participate in teaching at the university. I highly appreciate the academic environment, professionalism, and student quality at HUB. I believe that they will have a high level of adaptability in both domestic and international labor markets. Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động trụ cột tại Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các nghiên cứu có ảnh hưởng đối với cộng đồng học thuật, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong nước, số lượng và chất lượng công bố quốc tế của trường đã có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong những năm gần đây. Theo dữ liệu của bài báo cáo khoa học thuộc danh mục Web of Science và Scopus, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm các trường đại học khối ngành kinh tế, kinh doanh có công bố quốc tế tốt nhất tại Việt Nam. Phiên bản tiếng Anh tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á thuộc Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức hiện diện trên cơ sở dữ liệu của nhà xuất bản quốc tế Emerald. Theo Vietnam Citizen Gateway, AZEP thuộc nhóm 4 tạp chí chuyên ngành kinh tế, kinh doanh có chỉ số ảnh hưởng cao nhất tại Việt Nam.
Trong những năm gần đây, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học có uy tín, kết nối các học giả trong nước và quốc tế, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng mạng lưới đối tác với hơn 40 trường đại học có uy tín của Hoa Kỳ, Anh, Phần Lan, Thụy Sĩ, Australia, Trung Quốc và các trường trong khu vực Đông Nam Á. Đây là cơ sở để trường triển khai thành công nhiều chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giáo viên, sinh viên, giao lưu văn hóa, study tour mang lại lợi ích thiết thực cho đội ngũ giảng viên và người học. Trường đã được cấp các chứng nhận kiểm định trong và ngoài nước như chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 của tổ chức APNOR Cộng hòa Pháp, chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, chứng nhận kiểm định quốc tế theo tiêu chuẩn của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á cấp chương trình đào tạo. Điều quan trọng hơn là văn hóa, chất lượng đã được lan tỏa đến tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường và đi vào những hoạt động thực tiễn hàng ngày. Trường tiếp tục phấn đấu đạt kiểm định AUN QA cấp cơ sở giáo dục vào năm 2025. Trường có 2 cơ sở đào tạo tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và 1 cơ sở tại thành phố Thủ Đức với tổng diện tích hơn 11 hectare. Giảng đường, phòng học, khu vực tự học, hệ thống phòng máy tính thực hành, phòng mô phỏng thực hành ngân hàng, phòng dữ liệu tài chính, sàn giao dịch chứng khoán ảo cùng thư viện được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, ký túc xá thoáng mát, khu liên hợp thể thao đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người học. The large, green and modern campus impressed me at the first look. It seemed fully meet my needs in terms of facility. Any student can learn football, tennis or so on with a respective course. But for me, I think that most students will be attracted to their dormitory canteen or cafe around because it's so convenient and well equipped. It's also a place that everybody can relax together. Ho Chi Minh University of Banking has more than 50 team clubs, youth unions and student associations at all levels, all of which has created an extremely useful and attractive playground for all students to participate in. As for me, I have participated in many different youth unions and student associations organizations at all levels. They all have given me a lot of skills to gain, such as teamwork, problem solving, my technology skills, and as well as how to organize an event. They also helped me become more dynamic, more interactive, and a comprehensive development. Ho Chi Minh University of Banking, a place to learn, a place to practice, a stepping stone for comprehensive development, and a place for you to find out who you really are. And as I can say, Ho Chi Minh University of Banking has an abundant source of scholarship and financial support for students. And I myself have received many valuable scholarships like banking scholarship from my university and high quality program. And the value of those scholarships helped me a lot during my learning process. They support expenses so much when I'm studying at university. Trường đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác toàn diện với hàng trăm ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức nghề nghiệp quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về học bổng, thực tập, kiến tập và hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp. Đây là một đối tác chiến lược của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đánh giá rất cao uy tín cũng như là thương hiệu và đặc biệt là cái chất lượng giáo dục của trường đại học trong nhiều năm qua. Và trường đại học ngân hàng trong nhiều năm qua đã cung cấp cho ngành Nam Á rất nhiều cái nguồn nhân lực có chất lượng, không chỉ am hiểu chuyên môn, am hiểu về nghiệp vụ lý cơ bản mà còn đáp ứng được cái nhu cầu về đạo đức nghề nghiệp cũng như cái tác phong và tính chuyên nghiệp. Là một cựu sinh viên đã được đào tạo dưới mái trường của trường đại học Hồ Chí Minh, và tôi vinh dự tiếp tục sẽ cùng đồng hành với trường trong thời gian tới. Trong suốt hơn 45 năm qua, những thành tựu đóng góp của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước và cộng đồng ghi nhận.
thể hiện qua các danh hiệu cao quý cũng như chứng nhận của các tổ chức kiểm định giáo dục trong và ngoài nước. Không chỉ sở hữu truyền thống đáng tự hào, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh còn hướng tới đại học thông minh với những bước chuyển mình mạnh mẽ, với tầm nhìn trở thành đại học đa ngành và liên ngành nằm trong nhóm các đại học có uy tín ở khu vực Đông Nam Á, tiên phong ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên ngành. Mỗi cá nhân là một bản thể độc đáo và duy nhất. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh mang sứ mệnh kiến tạo hệ sinh thái giáo dục, giúp người học khám phá và nâng tầm tài năng riêng có của mình. Chính trực, đoàn kết, tiên phong, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nâng tầm tài năng.